Buổi chiều của những chú hươu sao giống tại trang trại hôm nay Nhật Thuần có gì hấp dẫn? Thời tiết tháng 5 miền Trung, sáng nắng chiều mưa, cây cỏ lưa thưa ướt đẫm. Nhân viên nhà trại sáng sớm tơ mơ đã phải ra đồng ruộng cắt cỏ tự nhiên từ sớm để đem về cho những chú hươu sao tại trang trại ăn bữa sáng, cũng như dự trữ thêm cho các bữa trưa và bữa tối. Mỗi ngày như vậy, một nhân viên chỉ bỏ ra tầm 1 đến 2 tiếng buổi sáng để cắt cỏ, đủ cho 100 con hươu sao ăn cả ngày. Hươu sao rất dễ nuôi, thức ăn không kén chọn, hươu rất là phàm ăn. Và đây là bữa chiều của đàn hươu tại trang trại Nhật Thuần, đó là cỏ tự nhiên cắt tại ruộng. Hươu rất là thích ăn. Mọi người có ý kiến gì về thực đơn này, hãy để lại comment dưới phần bình luận nhé. Xin cảm ơn.